Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 13 tháng 10, kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt những người làm chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, xin chúc các doanh nhân, chủ doanh nghiệp Hưng Yên và cá nhân không ngừng lớn mạnh, tiếp tục có đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Trong chương trình tối nay, có những nội dung đáng chú ý sau đây. Doanh nhân với sứ mệnh phát triển kinh tế. Cầu bắc qua sông Bắc Hưng Hải sắp thông xe. Sẽ sắp nhập thêm 28 thôn tổ dân phố. Kim Động triển khai xây nhà cho hộ nghèo. Hiệu quả tích cực từ ứng dụng chuyển đổi số ở Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên trong những năm qua đã có nhiều đóng góp to lớn vào phát triển mọi mặt kinh tế xã hội của tỉnh. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2024. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi giới thương nhân, ngay sau khi nước nhà được độc lập năm 1945, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các doanh nghiệp thịnh vượng. Từ doanh nghiệp nhà nước với một nhà máy có quy mô 200 lao động, với sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, người lao động, sau gần 20 năm cổ phần hóa, đến nay công ty cổ phần nhựa Hưng Yên đã vươn lên xây dựng 9 nhà máy với quy mô 2.000 lao động, thu nhập bình quân 14 triệu đồng trên tháng. Sản phẩm xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi luôn luôn tuân thủ các cái về chính sách pháp luật của nhà nước, nghĩa vụ của công ty thì chúng tôi luôn luôn tuân thủ 100% và hầu như bao giờ cũng đóng trước cái thời hạn mà yêu cầu của nhà nước quy định. Đấy là chúng tôi xác định đấy là một cái trách nhiệm và cái của một cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như là để góp phần xây dựng cho đất nước. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có trên 2.300 dự án trong nước và nước ngoài đến đầu tư, trên 18.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập hoạt động. Đây là lực lượng chính tạo ra công ăn việc làm, hàng hóa tiêu dùng và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Năm 2023, thu ngân sách đạt trên 33.000 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay đạt trên 30.000 tỷ đồng. Từ một tỉnh khó khăn, sau ngày tái lập, Hưng Yên vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước. Hàng năm, luôn nằm trong nhóm đầu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước. Thành công này trước hết đến từ sự nỗ lực, cố gắng của mỗi doanh nhân, chủ doanh nghiệp và sự cam kết đồng hành từ chính quyền địa phương. Khi các doanh nghiệp về tỉnh Hưng Yên thì phải có một môi trường đầu tư tốt. Và môi trường đầu tư tốt thì thể hiện nó là chính quyền địa phương luôn sát cánh, luôn đồng hành, luôn song hành cùng với doanh nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi và mọi các vấn đề. Trong đó có cái việc là giải quyết các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp. Đây là cái nội dung rất quan trọng để làm sao khi mà các doanh nghiệp về Hưng Yên cảm thấy rất là yên tâm, rất bình yên, bình an, là các khó khăn vướng mắt của mình thì được tháo gỡ. Doanh nghiệp, doanh nhân nỗ lực, chính quyền đồng hành kiến tạo, chắc chắn những tiềm năng phát triển của Hưng Yên sẽ sớm trở thành hiện thực. Trong đó vai trò của doanh nhân vùng đất thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến sẽ là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2024, vừa qua các cơ quan đơn vị đã tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân. Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân thuộc Đảng ủy khối. Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã mạnh dạn đổi mới, chuyển đổi ngành nghề, mở rộng địa bàn lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao năng suất hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, các cấp ủy đã phối hợp với chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Hiện Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh có 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.300 đảng viên, trong đó 15 tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp với gần 700 đảng viên. Nhân dịp này, 8 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng trong đơn vị tư nhân. Những năm qua, các thành viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Kim Động luôn có trách nhiệm với cộng đồng, tích cực đồng hành với huyện và các địa phương, tham gia giảm nghèo bền vững, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với nước, xây nhà tình nghĩa, xây nhà cho người nghèo, ủng hộ các chương trình phòng chống thiên tai, xây dựng các quỹ nhân đạo từ thiện.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Kim Động ghi nhận biểu dương những đóng góp quan trọng của hội doanh nghiệp huyện. Huyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, hỗ trợ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phục vụ cho doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổ chức thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang để phục vụ thi công đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường Tân Phúc – Võng Phàn. Hiện các khu cải tạo mở rộng nghĩa trang tại huyện Văn Lâm và Văn Giang để phục vụ di rời mồ mả đã cơ bản hoàn thành. Các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 khu tái định cư. Trong đó, huyện Văn Giang có 6 khu tái định cư, huyện Văn Lâm có 4 khu. Đối với huyện Văn Giang, khu tái định cư tại xã Thắng Lợi và 3 khu tại xã Mễ Sở đều thi công hạ tầng đạt từ 90 đến 97%. Khu tái định cư tại xã Vĩnh Khúc và thôn Nhạn Tháp mới thi công đạt 60%. Tại huyện Văn Lâm, 3 khu tái định cư tại xã Lạc Đạo đã thi công đạt khoảng 85%, riêng khu tái định cư tại xã Lạc Hồng mới đạt 30%. Tỉnh đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư này để chuyển các hộ dân diện giải phóng mặt bằng những dự án giao thông trọng điểm ra đây để nhà thầu có mặt bằng thi công. Bên cạnh đó, phấn đấu trong tháng 11 âm lịch năm nay sẽ di chuyển các mồ mả còn lại ra các khu cải tạo mở rộng nghĩa trang mới. Thưa quý vị và các bạn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tốt là nhiệm vụ khó khăn của các địa phương. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tích cực bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, nên công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng đường giao thông đã được xã Quang Hưng, huyện Phù Cử thực hiện đạt kết quả tích cực. Đoạn đường này 6 tháng trước chính là thửa ruộng canh tác của gia đình ông Thắng. Một nửa diện tích thửa ruộng đã được ông Thắng đồng ý bàn giao trước cho nhà nước để thi công dự án xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 38B, cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, đến DH85, huyện Phù Cử, ngay từ lúc các cơ quan chức năng chưa xác định đơn giá bồi thường. Nhờ đó, tiến độ thi công dự án này được đẩy nhanh. Mảnh đất này là cái nguồn sống chính của cái gia đình chúng tôi. Thế nhưng mà qua cái được chính quyền địa phương phát động rồi là bà con chúng tôi cũng rất là ủng hộ để nó mở một con đường khu công nghiệp mà Quang Hưng Trần Cao này làm cho quê hương đổi mới, cũng như là các con cháu đi lại học hành rồi cũng đi lại, nó đường xá nó cũng sạch sẽ. Nhân dân thì cũng rất là phấn khởi, là cũng có cái tuyến đường giao thông mà chạy qua địa bàn mình, nó cũng tạo điều kiện rất nhiều cái thuận lợi về phát triển kinh tế văn hóa xã hội, sẵn sàng để cho dự án mượn trước hoặc bằng một vài tháng. Từ năm 2022 đến nay, xã Quang Hưng đầu tư kinh phí cải tạo nâng cấp 17 tuyến đường giao thông thôn xóm và nội đồng với chiều dài hơn 10 km, tổng kinh phí đầu tư gần 100 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, nên công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường diễn ra thuận lợi. Đã có 137 hộ dân tình nguyện hiến hơn 2.400 m² đất, trong đó có hơn 1.300 m² đất thổ cư, phá dỡ nhiều mét tường bao và công trình trên đất. Làm con đường vào bao nhiêu gia đình hiến hết, kể cả tường đập ra cho làm đủ mặt đường thì thôi. Vì tình hình đường đây là toàn dân hưởng đi, nên gia đình hiến vào tầm tôi 60 mét dài, là hiến vào sâu 1 mét. Trên hỗ trợ toàn bộ kinh phí để làm đường, thế còn thì đối với nhân dân là phải tập trung là hiến đất. Thì trong thời gian này các công trình về thì đối với các thôn, các ban ngành đoàn thể rồi đối với, cũng đã tập trung tuyên truyền nhân dân và được nhân dân đồng thuận ủng hộ cao. Do vậy là đối với các dự án công trình được cấp trên hỗ trợ, rồi là các cái công trình của ủy ban xã làm chủ đầu tư thì được giải phóng mặt bằng là triển khai rất là thuận lợi và nhanh chóng để thi công công trình. Những nỗ lực của chính quyền và sự đồng lòng của người dân xã Quang Hưng đã giúp công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng cho sự phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Sau hơn một năm khởi công do vướng mắc về mặt bằng nên dự án cầu bắc qua sông Bắc Cương Hải, kênh Kim Sơn trên DH22, xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang chậm tiến độ. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị nhà thầu đã tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án.
Dự án cầu bắc qua sông Bắc Hưng Hải, kênh Kim Sơn trên DH22 được khởi công cuối tháng 7 năm 2023. Dự án có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng, quy mô cầu bê tông cốt thép chiều dài 75m, chiều rộng 12m, trong đó phần đường xe chạy rộng 11m. Xác định tầm quan trọng của dự án trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, ngay sau khi giải phóng xong mặt bằng hai hộ dân ngay sát chân cầu, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, giá trị khối lượng công việc hoàn thành 60%. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2024. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên sắp nhập được 46 thôn tổ dân phố. Theo kế hoạch, trong năm 2024 sẽ tiếp tục sắp nhập 28 thôn tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% tiêu chí là 150 hộ đối với thôn và 175 hộ đối với tổ dân phố. Tỉnh Hưng Yên đặt kế hoạch đến năm 2025 phải sáp nhập 45 thôn tổ dân phố có quy mô hộ gia đình dưới 50% tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh sáp nhập được 46 thôn tổ dân phố để thành lập 23 thôn tổ dân phố mới, trong đó đã sáp nhập được 20 thôn tổ dân phố có quy mô hộ gia đình dưới 50% tiêu chí và 26 thôn tổ dân phố được khuyến khích sáp nhập hoặc bị ảnh hưởng. Địa phương thực hiện sáp nhập nhiều nhất là xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, sáp nhập được 12 thôn, trong đó có 8 thôn dưới 50% tiêu chí, qua đó giảm từ 15 thôn xuống còn 9 thôn. Hiện toàn tỉnh có 828 thôn tổ dân phố, gồm 739 thôn và 89 tổ dân phố. Như vậy, theo kế hoạch, năm 2019 còn 25 thôn tổ dân phố, quy mô hộ gia đình dưới 50% tiêu chí thuộc diện phải sáp nhập. Tuy nhiên đến nay lại tăng 4 thôn ở huyện Ân Thi, Văn Giang, thị xã Mỹ Hào có quy mô hộ gia đình dưới 50% tiêu chí, đồng thời giảm 1 thôn ở huyện Văn Lâm. Như vậy, còn tổng số 28 thôn tổ dân phố thuộc diện phải sáp nhập, nhiều nhất là huyện Ân Thi với 15 thôn tổ dân phố, dự kiến đến hết năm 2024 sẽ hoàn thành việc sáp nhập này. Thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát cho người nghèo năm 2025 của Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã đề ra kế hoạch xây dựng mới và sửa chữa trên 740 căn nhà cho người nghèo. Trong tổng số 740 hộ nghèo được hỗ trợ tại tỉnh Hưng Yên thì có 415 căn nhà được hỗ trợ kinh phí để xây mới và 326 căn nhà được hỗ trợ để sửa chữa với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ triển khai phối hợp với các cơ quan thường trực trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội để rà soát đối tượng được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát tại Hưng Yên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Theo chương trình phát triển nhà ở, tính cả nhà đối tượng, hộ có công với cách mạng và hộ nghèo, toàn tỉnh đã và sẽ xây mới và sửa chữa là trên 3.400 căn nhà. Thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2024, huyện Kim Động đang tích cực vào cuộc rà soát, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ, đôn đốc các địa phương, gia đình được hỗ trợ hoàn thiện về thủ tục để tiến hành xây, sửa nhà, sớm ổn định cuộc sống. Toàn huyện Kim Động hiện có 284 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, trong đó không còn nhà tạm, nhà dột nát theo quy chuẩn. Dựa trên nhu cầu thực tế về nhà cũ xuống cấp của các hộ nghèo đủ điều kiện có nhu cầu xây dựng mới sửa chữa, năm nay toàn huyện có 12 hộ được hỗ trợ xây sửa nhà, trong đó có 5 hộ xây mới, mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng và 7 hộ sửa chữa, mỗi hộ 40 triệu đồng. Hiện huyện đã trao hỗ trợ đợt 1 với số tiền gần 200 triệu đồng đến các hộ. Các địa phương cũng tích cực vào cuộc huy động các nguồn lực để đồng hành cùng các hộ nghèo trong quá trình xây sửa nhà. Đối với quỹ vì người nghèo của xã thì trích 7 triệu đồng ra hỗ trợ 2 hộ. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng đang rà soát 2 hộ nghèo xem là về các dụng cụ của sinh hoạt hàng ngày, xem còn thiếu cái gì thì chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là từ các ban ngành đoàn thể của xã như xong cơm điện hoặc bếp ga hoặc là cái máy lọc nước. Chúng tôi sau khi mà gia đình hoàn thành bàn giao sử dụng thì chúng tôi sẽ kết hợp để chúng tôi hỗ trợ. Hiện các địa phương đang tích cực hỗ trợ đôn đốc các hộ dân thực hiện xây sửa nhà đảm bảo theo tiến độ, sớm hoàn thành để yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác chỉ đạo điều hành, giờ đây tiện ích mà nó mang lại đã và đang trở thành một phần của cuộc sống xã hội của người dân thị xã Mỹ Hào. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục thực hiện xây dựng chính quyền số, xã hội số. Chưa đầy 5 phút, với vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh, chị Đinh Thị Minh Phương, người dân phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành việc đóng góp khoản thu đầu năm cho con mình. Nhà em có 3 cháu, một cháu mầm non, một cháu cấp 1 và một cháu cấp 2. Hình thức bây giờ chỉ cần chuyển khoản qua app, không phải đến gặp trực tiếp cô giáo nữa, là thông qua cái app này thì mình biết được các khoản thu chi của các cháu để nộp cho các cháu. Đây là năm thứ 3, ngành giáo dục thị xã Mỹ Hào đã chỉ đạo các trường giao tịch không dùng tiền mặt. Chị Trần Thị Hoa, đảm nhiệm kế toán cả 3 cấp học của phường Dị Sử cho biết, nếu không có công nghệ số hỗ trợ, chị khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ, bởi với khoảng trên 3.000 học sinh cấp 3 có cả học sinh ăn bán trú. Vì thế có rất nhiều các khoản thu khác nhau, và nếu sử dụng tiền mặt vừa mất thời gian, vừa dễ xảy ra nhầm lẫn. Trường lập danh sách, rà soát, gửi lên cho giáo viên chủ nhiệm, rà soát lại một lần, và giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh cài app để chuyển tiền qua ngân hàng. Tương tự như vậy, chuyển đổi số cũng đã giúp cho văn phòng đăng ký đất đai, vốn là đơn vị phải cập nhật khá nhiều dữ liệu khi thực hiện chức năng đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giảm được khá nhiều thời gian công sức mà vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc. Người dân cũng không cần phải đến trực tiếp mà gửi thủ tục giấy tờ qua dịch vụ hành chính công và chờ ngày đến lấy kết quả. Người dân có thể tự nộp hồ sơ tại nhà và không cần phải đến trực tiếp cơ quan, và mọi thắc mắc của người dân thì chúng tôi cũng có thể giải đáp qua phần mềm mà không cần phải gặp trực tiếp công dân. Nhờ thực hiện sớm đồng bộ công tác chuyển đổi số nên tại phòng một cửa thị xã, các phường xã đều không còn đông như trước. Hàng ngày cán bộ phụ trách chuyển đổi số cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp đến, phân loại chuyển đến người xử lý phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Ở chiều ngược lại, chỉ cần vài thao tác trên máy tính, ngay lập tức các văn bản cũng sẽ được chuyển đi ngay. Việc số hóa đã được thực hiện ở cả khâu tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Người dân chỉ việc là nộp hồ sơ qua dịch vụ công, sau đó là đến ủy ban phường để nhận kết quả. Thị xã Mỹ Hào và các xã phường đến nay cơ bản đã thực hiện việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống dịch vụ công. 100% cán bộ công chức đều đã sử dụng điện thoại thông minh cập nhật phần mềm, tiếp nhận các văn bản chỉ đạo các cấp điều hành để xử lý công việc hàng ngày. Tất cả văn bản đi đến được lãnh đạo xét duyệt và chỉ đạo thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng chính quyền số. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị tuyên dương học sinh giỏi và học sinh tiêu biểu trúng tuyển đại học năm 2024. Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, số học sinh của huyện Yên Mỹ được tuyển vào các trường đại học cao đẳng là 824 em, trong đó đại học là 813 em, cao đẳng 11 em. Trong số các em trúng tuyển đại học năm nay có 72 em học sinh đạt từ 25,25 điểm trở lên, 12 em đạt từ 27,1 điểm trở lên, 6 em đạt trên 27,5 điểm. Tiêu biểu như em Nguyễn Văn Hùng ở xã Trung Hưng đạt 29 điểm, em Lương Thị Trà Giang, xã Tân Việt đạt 28,3 điểm, em Lê Thị Thu Trang, xã Yên Phú đạt 28,25 điểm. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã khen thưởng cho 171 em học sinh có thành tích cao trong học tập. Thời gian qua, tình hình tội phạm do các đối tượng là người tâm thần gây ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Những dự án do các đối tượng tâm thần gây ra tuy chiếm tỷ lệ không cao trong cơ cấu tội phạm, nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tính mạng sức khỏe của người khác, gây hoang mang và nguy hiểm cho xã hội. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 7 vụ án giết người, trong đó có một vụ mà đối tượng giết người là người tâm thần. Điển hình, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6 năm 2024, Nguyễn Đình Quỳnh, sinh năm 1975 ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, đến nhà bố mẹ đẻ ở cùng thôn Đồng Mỹ. Tại đây, Quỳnh đã sử dụng hung khí đánh bố mẹ tử vong. Ngay sau đó, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, Quỳnh được xác định là đối tượng tâm thần kinh từ năm 2013, đang trong danh sách người tâm thần kinh có nguy cơ phạm tội ở địa phương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng người mắc bệnh tâm thần phạm tội là do gia đình và xã hội quản lý, giám sát chưa chặt chẽ. Số lượng người tâm thần được đưa vào danh sách quản lý cấp thuốc điều trị tại cộng đồng còn nhiều, đặc biệt nhiều gia đình từ chối việc cung cấp thông tin hoặc giấu tình trạng bệnh lý của người bệnh, dẫn đến người bệnh không được phát hiện sớm, điều trị và quản lý đúng hướng. Thậm chí, nhiều trường hợp vì nhiều lý do mà gia đình bỏ điều trị giữa chừng, đưa về nhà tự điều trị nhưng thiếu kỹ năng quản lý, chăm sóc bệnh nhân. Theo Bệnh viện Tâm thần Kinh, hiện số bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh đang điều trị ngoài cộng đồng trên 3.400 trường hợp. Để ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc, vụ án nghiêm trọng do người có bệnh tâm thần gây ra, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an thì rất cần có sự tích cực vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, sự chung tay phối hợp chặt chẽ từ gia đình, chính quyền cơ sở và của cả cộng đồng, toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.